Trịnh Mỹ Duyên nói gì về tin đồn hẹn hò cùng bạn diễn? Năm 2023 đánh dấu bước tiến mới của Trịnh Mỹ Duyên với vai trò một diễn viên chuyên nghiệp. Từ cô tiểu thư sang chảnh, cá tính trong đừng nói khi yêu đến mặt trời mùa đông cùng hình ảnh một người phụ nữ mỏng manh nhưng dám yêu dám hận. Cô ngày càng khiến khán giả bất ngờ với sự dấn thân trong diễn xuất của mình. Chuyển hướng từ người mẫu sang diễn viên, Mỹ Duyên dành nhiều thời gian để học hỏi, trải nghiệm vai trò mới. Trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính, nữ diễn viên không ngại thử thách để phát triển bản thân qua nhiều nhân vật khác nhau. Không chỉ trưởng thành hơn trong nghề, Mỹ Duyên cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc thăng hạng theo thời gian. Trong bộ ảnh mới nhất, Mỹ Duyên xuất hiện với tạo hình nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ để nổi bật tối đa thần thái và nét đẹp hình thể của mình. Theo đuổi hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập và mạnh mẽ, nữ diễn viên cho biết đây cũng chính là con đường cô hướng đến cho sự nghiệp. Trước những câu hỏi về việc lợi thế ngoại hình khiến bản thân dễ dàng nhận được vai diễn, Mỹ Duyên chia sẻ, Duyên nghĩ khi trở thành một diễn viên. Ngoài kỹ năng diễn xuất thì ngoại hình cũng là yếu tố bản thân phải chăm chút. Điều này thể hiện sự tôn trọng của Duyên dành cho nghề và khán giả. Chưa bao giờ Duyên nghĩ đến việc dựa vào ngoại hình để không phải cố gắng trong diễn xuất. Có thể, khán giả sẽ khen Duyên đẹp đấy nhưng nếu Duyên đóng phim không, hay thì cũng không có vai diễn nào dành cho Duyên cả. Duyên luôn tâm niệm bản thân được theo nghề là một may mắn rất lớn nên phải luôn nỗ lực mỗi ngày. Duyên không ngại thử thách, không ngại va vấp, Duyên nhất định sẽ trở thành một diễn viên thực thụ, đi lên bằng năng lực bản thân. Mỹ Duyên cũng chia sẻ hiện tại cô dành toàn bộ quỹ thời gian cho công việc, còn chuyện tình cảm cá nhân không quá đặt nặng. Nữ diễn viên dành lời cảm ơn sự quan tâm của khán giả cho tình yêu của những nhân vật như Linh hay Nhã Lan, tuy nhiên cô luôn rạch ròi giữa vai diễn và đời thực. Với Đình Tú hay Steven Nguyễn, Mỹ Duyên vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sau khi phim đóng máy.